Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một con đài có thể gọi là vua bom bóc của cái dòng DT mà em đã bán rất là nhiều rồi. Đây là một trong những cái con đài mà đỉnh nhất, đây chính là DT909 mà em đã giới thiệu với cả các bác rất là nhiều lần trên cái Facebook cũng giống như trên kênh YouTube của em rồi. Thì hôm nay thì lại về thêm được một con DT909 có thể nói là rất là hiếm. Nó có thể mệnh danh là vua bom bóc. Đó. Các bạn có thể nghe cái chất âm của nó nghe tốt không? Quá cực kỳ hay luôn. Đây là đời cuối cùng. Như các bác thấy thì ở trên màn hình thì con này nó khác 707 phần màn hình hiển thị của Copa đấy. Với cái phần EQ giọt nước rất là đẹp. Bên này mình có thể chỉnh được equalizer luôn. Đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Con này thì không phải bàn cãi thì rất là hiếm. Nhiều khi mười mấy con về được có một con là chọn được. Con này thì nó đẹp tuyệt vời cho các bác. Đẹp lắm luôn. Nên là giá của nó cũng rất là cao. Buông khói ngây thơ, tôi kể người nghe một chuyện tâm. Con này thì em không giới thiệu nhiều nữa, chủ yếu để các bác nghe nhạc thôi. Đêm xa lạnh, bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Vào lòng đêm dài gác sông. Con này được chỉnh được bát chép lên là nghe tiếng của nó cực kỳ tốt. Khơi chuyện ngày qua, nhớ lúc xa xưa tôi có người em. Đây đây, em đã test cho các bác cái CD, bây giờ nó sẽ là cái cassette. Con này thì không thể nói được cái gì tại vì nó rất là mới. Trước giờ em bán cái dòng DT909 thì chắc là không có con nào mới bằng con này. Cực kỳ đẹp, mua con này rất là đắt. Các bác có thể nhìn cái chữ Panasonic mới cóng, nước sơn thế, nói chung là đẹp lắm. Con này mua giá rất là cao. Cassette con này sẽ nghe rất là ổn, cực kỳ hay. Nói chung là 909 là dòng dòng bom bóc đỉnh điểm nhất và hay nhất. Nó chỉ còn chờ là nó có đẹp hay là không thôi. Còn đối với em con này thì nó mới, nói chung là mới keng luôn. Rất là mỹ mãn đối với cả cái con này tại vì nó đẹp lắm. Nhiều khi đắt thêm vài trăm nhưng mà mua được con đẹp em cũng bỏ tiền em mua liền. Cảm ơn tất cả các bác đã xem nha. Cảm ơn tất cả các bác.